Và tiếp tục theo sau đây, xin mời quý vị bà con cô bác nghe tiếp phần thứ hai của 10 cái chết oan khiên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 của tác giả Phạm Văn Duyệt. Năm Phạm Văn Sơn 1915-1978. Biên khảo nhiều sách sử, trong đó công phu nhất là bộ Việt sử Tân Biên. Đại tá Sơn ra đi để lại nhiều tiếc thương cho đồng đội. Đây là lời kể của một số nhân chứng về sự cố nhịn đói chịu đau mà chết của ông. Nguyễn Văn Dưỡng, cái chết của sử gia Phạm Văn Sơn. Từng là thuộc cấp của ông Sơn, tôi biết ông rất thận trọng, không hề khinh suất trong nhiệm vụ. Ông thường nói, phải cố gắng làm sao cho mức độ trung thực và chính xác cao chừng nào tốt chừng đó. Như vậy thì những điều mình biết về sử mới có giá trị. Với quan điểm cẩn trọng như vậy, nên mùa hè đỏ lửa, lúc mà chiến trường An Lộc còn đang sôi động, với những trận đánh đối tuyến chỉ cách nhau có một con đường, dành nhau từng góc phố, giữa các đơn vị quân ta và địch. Khi mà những cơn pháo dữ dội của đối phương chưa giảm, khi không một trực thăng nào đáp xuống lại không sợ tan xác, thế mà ông đã đích thân bay vào An Lộc để viết sự thật về cuộc chiến khốc liệt đó. Cùng tôi ở trong hầm chống pháo một đêm, thức trắng để nghe tiếng đạn pháo cộng quân rơi trên đầu mình. Vừa hỏi tôi những sự kiện chi tiết ghi trong nhật ký hành quân. Năm 1980, ông Dưỡng bất ngờ gặp thầy cũ ở trại Tân Lập Vĩnh Phú, lúc chỉ còn là cái bóng âm thầm, một cái xác sắp mục nát, bất động, câm nín, sao trắng song sắt, bên trong cửa sổ phòng cách ly. Ông trùm kín đầu bằng khăn lông trắng, đã trở vàng cáo bẩn và lấm tấm những vết máu mủ. Khăn quấn kín cổ chỉ chừa mắt mũi miệng, để che bớt đi vết lở lói trên mặt bởi chứng nan y. Mũi má ông đỏ ửng bóng, lông mi trũng hết, hai bàn tay sưng tấy, ngón co lại, móng khuyết khai mất hết. Ông bị tàn phế cấp độ nặng. Một buổi sáng quản giáo ra lệnh cho ông đem giỏ ra sân mang than đá vào bếp trại. Do kiệt sức, học máu tươi, ngất xỉu, bất tỉnh rồi chết, cả người nhầy nhụa máu me. Trường Xuân Phu Tử, Hồ Quang, hồi ký về đại tá sử gia Phạm Văn Sơn. Trong thời gian bị giam giữ, đại tá Sơn đã can đảm viết đơn gửi đảng và nhà nước nhờ trại chuyển. Xin các ông hãy xem xét lại cách đối xử với chúng tôi. Những hình thức giả mang như vừa qua hoàn toàn không có lợi mà ngược lại. Rồi đây lịch sử sẽ ghi thêm vào đấy vết ô nhục ngàn đời. Đại tá Sơn tuyệt thực trong nhà, kỷ luật, chấp nhận cái chết vì muốn đòi quyền lợi cho tù nhân chính trị được hưởng quy chế tù binh. Tuy ước vọng không thành nhưng cũng giúp anh em còn sống được dễ thở hơn. Huỳnh Hữu Ủy, vài điều tản mạn nhân đọc bài viết cái chết của sử gia Phạm Văn Sơn. Cùng bay vào An Lộc với đại tá Sơn giữa lúc đạn pháo địch nổ âm ỉ, tưởng chừng trực thăng bị bốc cháy. Anh Ủy nhận xét, ở khối quân sự, các sĩ quan trẻ hầu hết vừa xong đại học, đi lính vì đất nước đang thời chiến loạn. Với loại thuộc cấp này, đại tá Sơn chẳng bao giờ tỏ ra là người chỉ huy. Chẳng có chút nào chất quân việc, không áp dụng kỷ luật nhà binh mà ngược lại rất nho nhã, thường hành xử như một nhà văn với đồng nghiệp, cũng là những người cầm bút. Giáo sư Nguyễn Đăng Thục cho rằng, Phạm Văn Sơn có sử quan rất tiến bộ, vượt hẳn quan điểm duy vật lịch sử không tưởng của các sử gia Marxist, lấy đấu tranh giai cấp làm xương sống để giải thích mọi tiến trình lịch sử. Bác sĩ Phạm Hữu Phước trích từ dòng sông cũ, hậu củ khoai Yên Bái. Hồi ký về cái chết của đại tá Phạm Văn Sơn. Ở tù cùng trại, từng khám bệnh đại tá Sơn từ thời còn trung học Tăng Bạc Hổ Bồng Sơn. Tôi đã được đọc Việt Nam tranh đấu sự của Phạm Văn Sơn, mà xúc động không cùng. Tôi kính trọng, thông cảm, ngã nón bái phục tiền nhân của tôi, đã hy sinh cả cuộc đời và cả yên ấm gia đình, chỉ vì lòng yêu nước vô bờ. Ông viết sử mà lời văn trong sáng, đanh thép,
hừng hực lửa như tấm lòng của tiền nhân. Có đoạn tôi không cầm được nước mắt. Ông bị bệnh vẩy nến, khá nặng, da sần sùi nên nhiều người tưởng lầm ông bị bệnh cùi. Có những buổi tối lạnh lẽo, trạm xá đốt lửa sưởi ấm và chuyện vãng. Thường mời đại tá quay quần để nghe. Ông kể chuyện xưa lưu loát, mạch lạc. Ông là cả kho kiến thức bày sử. Đại tá Sơn đã sống đúng mẫu mực của một quân nhân với châm ngôn. Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Trước cường quyền và độc tài, ông không kiếp sợ văn sinh. Luôn ngẩng cao đầu, mà nói với Cộng sản. Các ông làm như thế là lưu xú uế lại cho muôn đời sau. Với ông, anh hùng tử, khí hùng bất tử. 6. Hồ Điệp, 1930-1988. Di cư vào Nam, năm 1954, tên thật Nguyễn Thị Tý. Sau khi phát hiện tài năng thiên phú của bà, Đinh Hùng đặt nghệ danh là Hồ Điệp. Báo Nghệ Sĩ đã giải thích cái tên được hàng triệu người yêu mến qua bài Xót xa thay cho giọng ngâm Hồ Điệp. Tài năng, nhưng cuộc đời lại quá đỗi đau thương. Hồ Điệp nghĩa là cánh bướm, ý rằng giọng ca của bà nhẹ nhàng, mỏng manh, mang lại đầy màu sắc như cánh bướm. Bà thường ngâm thơ trên chương trình thi văn tao đàn, được xem là giọng ngâm nổi bật nhất thời đó. Gần 10 giờ đêm, cảnh vật xung quanh yên tĩnh. Lắng nghe Hồ Điệp với giọng trầm buồn phảng phất nét lưu trai, tượng chừng tru ta vào cõi mộng. Ngót 60 năm, rồi nhiều người vẫn còn nghe thoang thoảng đâu đây, giọng ngâm có một không hai của người con gái Sơn Tây, qua bài Gửi Người Dưới Mộ của Đinh Hùng. Trời cuối thu rồi, em ở đâu? Nằm trong đất lạnh chắc em sầu. Thu ơi, đánh thức hồn ma dậy, ta muốn vào thăm nắm mộ sâu. 7. Minh Kỳ, 1930-1975. Đại quý cảnh sát quốc gia, dòng dõi hoàng tộc, vai vế ngang hàng vô bảo đại, sáng tác hơn 100 nhạc phẩm rất được ưa chuộng. Là một trong ba thành viên nhóm Lê Minh Bằng, Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng, hoạt động từ 1966 đến 1975 với chừng 200 ca khúc trữ tình lãng mạn. Lê Dinh tâm sự, tuổi tác chúng tôi xấp xỉ nhau, khuynh hướng sáng tác cũng gần giống nhau, cho nên dễ kết thân, đi đến thành lập nhóm, mở lớp nhạc và làm cố vấn cho hãng dễ sóng nhạc của ông Nguyễn Tất Oanh. Ba người ở ba miền mà tương đắc gắn bó, tri âm tri kỷ gần 10 năm. Lê Dinh cho là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chỉ nghe qua câu chuyện ba nữ sinh viên Đại học Khoa học Mai Bích Dung trong buổi tao phùng gặp gỡ Lê Minh Bằng tại bãi biển Vũng Tàu là đủ thán phục tài năng của nhóm này khi ngay sau đó họ cảm tác Linh Hồn Tượng Đá. Trên dốc đá, tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau, gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hành hài một vài giờ vui, tôi đứng đó như hình một pho tượng. Chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nối tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi. Nghe trái tim rung lên bồi hồi. Chắc gì gặp lại lần thứ hai. Theo Lê Dinh, Minh Kỳ làm nhạc xuất sắc, nhanh và hay. Các tác phẩm cho ra đời đều rất tuyệt vời, chạm đến nỗi lòng người nghe. Ca sĩ Hoàng Oanh ca ngợi nhạc Minh Kỳ tha thiết trìu mến, giai điệu đơn giản, uyển chuyển. Dễ đàn, dễ hát, nét nhạc trong sáng, bình dị. Ca sĩ Thái Châu cảm thấy may mắn khi được tiếp xúc nhiều lần với Minh Kỳ. Tôi từng gặp anh để trao đổi về ca khúc Cát Bụi và học hát bài này sao cho cảm xúc. Tôi xem anh như người thầy và nhớ mãi khoảnh khắc anh trầm ngâm. Chu Trang hát cho hay, cho tốt. Nhờ anh mà tôi học được rất nhiều kỹ năng trong ca hát lẫn cuộc sống. Ca sĩ Quỳnh Giao nói rằng nét tài hoa của Minh Kỳ không chỉ ở những tác phẩm ông viết cho mình, mà là sự đáp ứng thị hiếu của mọi tầng lớp quần chúng. Cuối thập niên 60, chiến tranh lan rộng, ghé quê vào thành thị tìm việc làm, thanh niên giả từ học đường thi hành quân dịch. Thính giả bây giờ muốn nghe và hát những bài ca có lời giản dị,
nét nhạc dễ nghe dễ hát, tiết điệu nhịp nhàng dễ đếm. Đây là thời kỳ những bài nhịp bolero ra đời, Minh Kỳ đáp ứng với biệt kinh kỳ. Bạn ơi, Quang Hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi. Rồi đây, mai này, ai hỏi đến tên tôi? Bạn ơi, hãy nói khoác chiến y rồi. Có lẽ chưa bao giờ một bài hát lại ăn khách tới mức đó. Hàng tuần trên làn sóng điện khi trực tiếp truyền thanh buổi thi ca hát mỗi sáng Chủ nhật tại Rạp Quốc Thanh, thì có ít nhất 3 thí sinh chọn bài này để thi. Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đi chấm thi, tuần nào về cũng than là nghe biệt kinh kỳ nhiều quá đến phát thuộc lòng. Cái lạ là nhạc Minh Kỳ vẫn uyển chuyển, dù viết theo thể loại nào, câu cú rất hệ thống và tài tình nhất là lời ca đậm tính cách kể chuyện thật hấp dẫn. Nhà văn Phạm Tính An Ninh có bài Cái chết oan khuất của nhạc sĩ Minh Kỳ. Tôi và Minh Kỳ cùng trại tù an dưỡng. Tôi ở nhà một, anh nhà ba. Một đêm cuối tháng 8 năm 75, khoảng 9 giờ 30 tối, toàn trại đang chìm trong bóng đêm. Cả ngàn người tù nằm thao thức chờ đợi những bất trắc sẽ đến với số phận mình. Bỗng một tiếng nổ long trời, kèm theo tiếng la thất thanh, còi báo động, loa phóng thanh lệnh cho tất cả cải tạo viên nằm yên tại chỗ. Kẻ nào bước ra khỏi nhà sẽ bị bắn bỏ. Khi chúng tôi chưa hết hoang mang, thì tiếng xích sắt xe tăng T-54 tràn vào trại trích lên từng chập, chia nhau bao vây từng căn nhà. Hàng loạt bộ đội súng gắn lưỡi lê, mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí, tua vào từng nhà, kéo cơ bẩm lên đạn, quát tháo tù nhân đứng ngay tại chỗ, hai tay để trên đầu. Chúng tôi chịu bất động như vậy cho đến gần 10 giờ trưa, thì thấy mấy anh em tù khiêng số người bị thương lên trạm xá. Hôm sau tất cả tù nhân được đưa lên hội trường và bị nghiêm khắc cảnh cáo là có bọn phản động trong các anh đã giấu giếm vũ khí, mang lựu đạn Mỹ vào để phá hoại thành quả cách mạng. Một số bạn tù kể lại, nhà ba, chưa khoảng 80 tù nhân, khi ấy tổ của Minh Kỳ đang học phân công nấu bếp ngày mai, thì quả lựu đạn được quăng vào vách tôn ngay phía sau làm 3 người chết và 8 bị thương. Minh Kỳ bị thương tích rất nặng ở ngực, bụng và cổ, anh chết từ từ cho đến lúc tắt thở. Ai cũng biết là trái lựu đạn giết chết Minh Kỳ cùng những bạn tù khác là do chính bọn Việt Cộng quăng từ khu vực ban trực trại phía bên kia hàng rào cách chừng hơn 5 mét, tro cốt ông được lưu giữ tại nhà hài cốt giáo xứ Tân Định. 8. Hồ Đình Phương, 1927-1979. Xuất bản hơn 10 tập thơ, 100 nhạc phẩm của hơn 20 nhạc sĩ danh tiếng, được ông viết lời hay phổ từ thơ ông, từng làm phó tỉnh trưởng Ninh Thuận. Sau khi đổ đầu khóa đốc sự hành chánh, sau 75 bị tù 2 năm rồi vượt biên cùng vợ con và mất tích trên Biển Đông năm 1979. Ca sĩ Quỳnh Giao không ngần ngại chút nào khi nói rằng chưa ai qua mặt Hồ Đình Phương trong lời từ về một địa danh. Một thành phố, nhớ về Đà Lạt hay nhớ Nha Trang đều do ông đặt lời làm người nghe thấy yêu những thành phố này biết dường nào. Theo Du Tử Lê thống kê, thì trong khoảng 200 ca khúc, nhạc sĩ Hoàng Trọng để lại cho đời, người ta đếm trên dưới 50 bài do Hồ Đình Phương đặt lời hay lấy từ thơ ông. Một bài hát rất nổi tiếng được nhiều người ưa thích là Con Đường Xưa Em Đi. Theo Phù Sa, Con Đường Xưa Em Đi, chuyện tình của nhạc sĩ Châu Kỳ và Châu Thị Đàn. Bà Đàn kể thời điểm 1967, 1968, bà làm kế toán, còn Hồ Đình Phương làm phó giám đốc nhà máy giấy Tân Mai, Biên Hòa. Phía sau có con đường nhỏ băng qua cánh đồng lúa mà bà thường đi lại để về nhà. Chứng kiến cảnh ngộ đó, Hồ Đình Phương đặt lời cho bài hát rồi Châu Kỳ phổ nhạc vào năm 1969 với lời ca từ thanh thoát, dịu dàng, truyền cảm, chan chứa tình yêu. Thật không uổng phí thì giờ để hồn lắng động mà nghe lại bài này. Con đường xưa em đi, vằng lên mái tóc thề, ngõ hồn chân tái tê. Lời nhạc êm ái tha thiết như vậy. Mà từng bị cấm, thử hỏi có đáng tiếc lắm không? Nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long đã gửi xin
.vn bài viết này tỏ quan điểm về việc Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành quyết định vào giữa tháng 3 năm 2017 cấm lưu hành Con đường xưa em đi và bốn nhạc phẩm khác với lý do bài hát không đúng với bản gốc. Nhạc sĩ nói rằng đã cấp phép rồi lại cấm sẽ gây tác dụng ngược. Trước tiên phải nhìn nhận những ca khúc sáng tác trước 75 tại miền Nam là phần tạo nên diện mạo của nền âm nhạc mới Việt Nam thế kỷ 20. Bên cạnh nhạc trẻ và nhạc trữ tình, những nhạc sĩ trong giai đoạn này đã góp phần sáng tạo nên dòng nhạc chúng ta vẫn gọi là bolero, phù hợp với tâm tư, tình cảm và nhu cầu thẩm mỹ âm nhạc của số đông người Việt. Đây chính là yếu tố khiến nhiều ca khúc thời kỳ này có sức sống và lan tỏa mạnh mẽ. Theo nhạc sĩ Long, việc Cục cấm hát 5 ca khúc ít nhiều gây bất ngờ trong giới nghệ sĩ và công luận. Sự việc càng trở nên rối khi những lý do viện dẫn để cấm chưa thực sự khiến công chúng tâm phục. Điều này vô tình tạo nên làn sóng phản ứng và đẩy vụ việc thành tâm điểm dư luận kéo dài qua nhiều tuần. Trong khi đó, theo tiết lộ của một nhà quản lý với báo chí Chiến trường ở đây là chiến trường nào khi nói về Con đường xưa em đi, bà Đàn từng chia sẻ việc sử dụng từ chiến trường hay phiên gác chỉ là để phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ. Tác giả chỉ mượn những hình ảnh này nói thay tâm tư tình cảm nhớ mong về tình yêu đôi lứa. Cần nhìn nhận việc cấm 5 ca khúc này chỉ là hình thức, thực chất hiệu quả của việc cấm cũng như không. Bởi lẽ những ca khúc ấy đã có đủ thời gian sống trong lòng công chúng. Cho đến ngày 15 tháng 4 2017 thì quyết định cấm đã được thu hồi. 9. Thục Vũ 1932-1976. Tên thật Vũ Văn Sâm, trung tá ngành tâm lý chiến 1969, nối tiếp Đinh Hùng và Tô Kiều Ngân, phụ trách thi văn tao đàn, đổi thành thi nhạc giao duyên, phối hợp ngâm thơ với trình bày ca khúc tân nhạc. Thời gian làm việc ở trung tâm huấn luyện Quang Trung, ông cho ra đời bản hùng ca Quang Trung Hành Khúc, được tân binh thường xuyên hát vang trong những ngày ra thao trường tập luyện. Năm 1975, bị giam tại trại Tân Hiệp Biên Hòa. Tại đây, ông sáng tác nhạc phẩm Suối Máu với mấy dòng thơ cảm đề. Em ở Sài Gòn, anh ở đây, ngồi pha cát trắng kẽm gai đầy, ngẩn ngơ dăm chuyến tàu xuôi ngược, để nhớ nhung về che khuất mây. Năm 1976, chuyển ra Sơn La rồi mất tại vùng rừng thiên nước độc này. Một số bạn hữu kể lại những ngày tù của ông. Nhà văn Văn Quang mừng cho người chết trong nhà tù cải tạo. Thục Vũ đau gan đến vàng mắt, nhưng bệnh xá chỉ nhỏ cho vài giọt nước củ tỏi vào mũi, bệnh nhân đành nằm chờ chết. Một buổi sáng, Phan Lạc Phúc nước mắt chảy chậm, trên mặt nghẹn ngào cất tiếng. Thằng Sâm chết ở bệnh xá đêm qua rồi. Tôi lặng người bởi hôm qua lẻn sang thăm Thục Vũ. Anh đưa cho tôi hai gói thuốc lào nhỏ. Tôi mệt không hút được nữa. Sau đó Tô Kiều Ngân nói với tôi lời an ủi. Mừng cho nó. Từ nay nó không còn biết đói rét và không ai hành hạ nó nữa. Buổi chiều chạng vạng nơi núi đồi Sơn La. Từ bệnh xá quanh con đường đá nhỏ vòng theo sườn núi cao vút chập trùng. Đám tang di chuyển chậm chạp trông thật đau lòng. Hai cai tù vác AK đi đầu. Kế đến một anh tù cầm vài nén nhang. Bốn người khiêng cổ quan tài mộc. Sau cùng là hai tù sống AK. Họ chuyển động như những bóng ma. Hơn 30 tù nhân đội rau đứng ngẩn ngơ dán mắt theo đám ma thê thảm ấy. Phan Lạc Phúc đứng bên tôi không nói lời nào, quay mặt che giấu nước mắt. Tô Kiều Ngân và mấy bác sĩ tù nhân trẻ nép sau hàng rào kẽm gai cũng xúc động xót xa, trông như tượng gỗ dõi theo đám tang dần khuất vào cuối con đường cong phía chân núi. Một tháng trước khi mất, Thục Vũ có bài gửi Sài Gòn, viết bài thơ sau cuối, ý nhạc tàn theo mây, hồng anh về bên Chúa, xác anh gửi phương này. Nhà thơ Hoàng Ngọc Liên kể lại, sáng 15 tháng 11, 1976, lúc đang phát quang con đường trước trại giam thì đám tang Thục Vũ đi qua. Chúng tôi ngã nón cúi đầu chào người bạn vừa đột ngột từ trần. Vài tháng sau trên đường gánh tranh về trại, tôi bất ngờ lạc vào nơi Thục Vũ yên nghỉ.
đó là gốc đồi Ban Xã Mường Thải với chừng 10 nắm đất mới. Năm 1988, tôi được thả về Sài Gòn. Có nghe chị Lệ Khánh đã lặn lội ra tận đây đem cốt chồng vào Nam. Nhà thơ Huy Trâm viết, dù bị tù tội, Thục Vụ vẫn say sưa hát. Huy Trâm thuật lại lời Phan Lạc Phúc, một hôm mưa tầm tã. Cả đội đi lo hứng nước thì phải chạy trú tạm dưới mái tranh, nhưng Thục Vụ trên vai còn vác bó nước, vẫn đứng hát giữa trời. Mưa xối xả, ướt cả áo quần, anh vẫn mặc, ta cứ hát. Phúc mới nói to, thôi đi Vũ ơi, trời ốm bệnh cho mà xem. Thục Vụ vẫn nghêu ngao hát xong bài rồi mới vào hàng trú mưa, hát cho quên sầu và cũng là lần hát cuối đời. Một tuần sau anh mất. Thục Vụ đã có vợ nhưng duyên nợ đưa đẩy ông yêu thương nhà thơ Lệ Khánh. Họ có với nhau một bé trai. Điều đáng lẽ là bà Thục Vụ không ghen tuông ồn ào, mà lại đích thân vô bệnh viện thăm viếng chăm sóc cho người tình của chồng sinh đứa con đầu lòng. Vào những năm 64 tới 66, thi đàn miền Nam bỗng dưng xuất hiện nhà thơ nữ gây xôn xao dư luận với năm tập thơ Em Là Gái Trời Bắt Xấu, do nhà sách Khai Trí xuất bản lúc chừng 20 tuổi. Lệ Khánh yêu Thục Vụ với những vần thơ diễm tình làm ông rung động phổ thành bài ca Tình Người Hậu Tuyến. Hôm nay trời vào thu, Đà Lạt lắm sương mù, cây khô buồn trúc lá, gió ven hồ bay xa, mây thu lờ lững trôi, lồng lộng gió lưng đồi. Xin anh đừng giận dỗi, viết thư về thăm em. Lệ Khánh để lại hàng trăm bài thơ da diết, nơi đây chỉ xin trích nửa bài Em Là Gái Trời Bắt Xấu, như là tiêu biểu cho vần thơ của thi nhân xứ Huế, đa đoan sầu mộng. Chiều chủ nhật đợi chờ anh mãi mãi, sao trễ giờ cho chua xót anh ơi. Hẹn hò chi, chừ lỡ dở cả rồi, tình mới chớm đã vội vàng liệm tắt. Tôi yêu anh nhưng hoài hoài thắc mắc, liệu người ta đáp trả lại hay không? Đến bao giờ giẫm được sắc pháo hồng, áo cưới đỏ cười vui cô dâu mới? Anh hẹn đúng 2 giờ anh sẽ tới, nhưng sao chừ trời đã tối, anh đâu? Mưa hôm nay êm như tiếng mưa ngâu, anh lỡ hẹn nên chiều buồn rứa đó. Tôi gục mặt khóc thầm bên cửa sổ, mà cô đơn trời hỡi vẫn cô đơn. Nơi xa xôi, anh có biết tôi buồn, anh có biết tôi cười mắt ngấn lệ, anh lỗi hẹn hay là anh đến trễ, cho chiều nay đường phố lạnh mưa thu, và đêm nay thành thị ướt sương mù, người con gái gục đầu thương mệnh bạc. 10. Dương Hồng Cường 1934-1987. Trung úy quân chủng không quân, nhà văn với 3 tác phẩm Lính Thành Phố, Buồn Vui Phi Trường, Vĩnh Biệt Phượng. Làm báo lấy bút hiệu dê hút càn nổi lên ở con ông từ những số báo đầu với một cà kê dê ngỗng, chuyên châm biếm tệ trạng xã hội, tố cáo bê bối những nhân vật tay to mặt lớn. Nhà văn Nguyễn Thủy Long trước khi trở thành văn sĩ đã viết, tôi yêu thích phóng sự Buồn Vui Phi Trường của Dương Hồng Cường và vẫn hy vọng được tiếp xúc với anh, góp phần vào tờ báo lý tưởng của đơn vị. Tác giả Loan Mắt Nhung từng bị trung sĩ Dương Hồng Cường cảnh cáo, mày chẳng là gì cả trong quân đội, một hạt cát, thân phận tối đen, tao đã trải qua rồi, tao nổi khùng, tao chửi toán lên, sức mạnh của tao là ngòi bút, tao là văn sĩ mày biết không, tao chống bất công ở bất cứ đâu. Nguyễn Thụy Lâm cho thấy phẩm cách đáng kính trọng, đáng ngợi ca của Dương Hồng Cường. Ông cho rằng cũng vì tính cương cường chống lại mọi hà hiếp áp bức mà Cường dù tốt nghiệp chuyên môn ở trường huấn luyện không quân Pháp với Loan trung sĩ, nhưng suốt đệ nhất và nửa thời gian đệ nhị Cộng Hòa, ông vẫn mang trung sĩ, trong khi các bạn đồng khóa hầu hết đều lên sĩ quan. Tác giả Hồ Đắc Túc có bài Mộ Dương Hồng Cường, nơi mộ phóng viên báo chí ở Normandy Pháp. Đây là khu vườn tưởng niệm gồm 27 bia đá, khắc tên gần 2.500 phóng viên khắp thế giới từ 1944 đến 2019 đã hy sinh vì sứ mạng đưa tin của họ. Vườn do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thành lập,
dân Hồng Cường có tên trên mộ bia. Nhà văn Trần Ngọc Tự cảm tác bài thơ Trụ Ngày Dỗ Bạn, nhân dỗ đầu Cường, chén âm dương vỡ giữa đời, thỏng quanh men rượu ngỡ người bên mâm, cùng say thôi cũng âm thầm, nhấp môi uống nốt mây lầm phù sinh. Nhà văn Hồ Nam qua bài 100 khuôn mặt văn nghệ sĩ. Dương Hồng Cường, người viết văn hài sinh nghề tử nghiệp, nêu rõ cuộc đời Cường từ sau 75. Đi tù đợt đầu về, Cường làm nhiệm vụ bế con, bữa củi nấu cơm cho vợ bán cháo. Giữa thời kỳ ăn bo bo chạy từng bữa, Cường được Trung úy không quân Trần Ngọc Tự báo tin, xếp Trần Tam Tiệp ở hải ngoại, nhân danh Văn Bút Việt Nam phát động chiến dịch, nhà văn từ ngục tù cộng sản viết, gửi bài ra nước ngoài, những bốc trả bằng những thùng đồ bỗng bạc. Cường nói với Tự, Cường không cần những bốc trả bằng thùng đồ, nhưng Cường viết để cho hải ngoại biết cộng sản cỡ nào. Không những viết bài gửi ra hải ngoại, mà Cường còn rủ các nhà văn khác, Doãn Quốc Sĩ, Hoàng Hải Thủy, Lý Thụy Ý cùng viết, hình thành một mặt trận tự do văn hóa, khiến cộng sản quản húc cho công an đàn áp. Khi bị bắt, Cường hiên ngang nhận, không những viết văn để vạch trần tội ác của chế độ cộng sản Việt Nam, mà còn cổ động anh em cùng viết văn, thơ, tố cáo tội ác. Thời gian bị bắt, Cường vào khu biệt giam dài dài, nhưng không ngắn, suốt ngày ca vọng cổ tuồng Võ Đông Sơ và Thu Hà, với giọng ca mùi rượu, khiến nhiều nữ tù vượt biên say mê, gửi quà thăm nuôi cho Cường lia chia. Càng có quà của các fan, anh càng phấn khích ca hát. Có đêm tới giờ giới nghiêm vẫn chưa chịu ngủ, cán bộ đe dọa cùng, anh mới chịu ngưng ca. Đêm cuối đời Cường là đêm mưa to gió lớn, có lúc khu trại giam bị mất điện, nhưng tiếng ca Cường vẫn cứ mùi mẫn cất lên, như anh sinh ra để ca vọng cổ vậy. Sau đêm hôm đó, 8 giờ sáng, quản giáo mở cửa phòng để điểm danh, một cán bộ gọi số tù của Cường, mãi không có tiếng trả lời bèn quát lớn. Ngủ đến 8 giờ không chịu dậy, sẽ bị cầm lấy. Lời dọa nạt không có lời đáp. Cán bộ đập cửa phòng ầm ầm, rồi tức tốc mở cửa, lấy chân đá vào người Cường. Dậy mau, vẫn mặt với quản giáo hơi nhiều rồi đó. Bị lãnh 2-3 cú đá khá mạnh, Cường vẫn nằm im không cục cửa. Thằng này lì, phải cầm thôi. Cán bộ ơi, ông nhà văn trúng gió rồi, mau đưa đi cấp cứu. Sao cứ đá hoài vậy, tù cũng là người chứ đâu phải... Nghe lời cải tạo viên, quản giáo vội vàng kêu tù nhà bếp tới, dựng Cường dậy đem đi cấp cứu. Cán bộ ơi, ông nhà văn ná thở rồi, còn cấp cứu gì nữa? Hôm qua nó còn ca giọng cổ ông sòm, sao ná thở được? Người ông tím bầm, chắc bị rắn cắn quá. Nhà văn, nhà báo tài hoa kết thúc thê thảm như vậy đó. Vì trời mưa gió thổi mạnh, rắn lục từ trên cây đối diện phòng biệt giam rớt xuống, bò vào, cắn chết ông. Âu Oanh, hiền thê ca sĩ Khuất Di Trác kể chuyện bạn học Vũ Hoàng Oanh, vợ Dương Hồng Cường, ra trường Đại học Sư phạm 1964, rồi kết hôn với Cường năm sau. Họ hạ sinh 6 công chúa trong vòng 10 năm. 1974, Hoàng Oanh tất bật dạy thêm kiếm tiền, giúp chồng in tác phẩm thứ ba Vĩnh Biệt Phượng. Sách vừa xuất xưởng chưa kịp phân phối ra ngoài thì mất nước, cả hai ông vào tù, để lại gánh nặng cho gia đình, cho hai cô giáo phải đầu tắt mặt tối, bon chen với chợ đời làm sao nuôi nổi đàn con thơ dại. Thấy rồi một hôm đầu năm 1979, Hoàng Oanh ngập ngừng tỉ tê. Ta nói cái này đừng giật mình nhé, ta có bầu. Đâu nghe mà quảng hồng. Hoàng Oanh khai, hôm Tết rồi đi thăm ông Cường trại cho ở lại một đêm. Rồi Hoàng Oanh năn nỉ dẫn đi phá thai vừa tròn 2 tháng. Vì sợ không ai tin nổi. Ai đời cô giáo chồng đi tù ở nhà lại mang bầu, ai tin? Bà con bạn bè, nhà trường, họ sẽ biêu riếu bôi cho trát trấu lên đầu vợ thằng Ngụy. Tôi đem chuyện kể lại mẹ, bà cụ bình tĩnh tính toán rồi khẳng định Hoàng Oanh sẽ sinh con trai. Nhờ vậy mà bạn bỏ ý định phá thai. Sau đó quả thật, sinh trai đặt tên Phụng Hoàng. Rồi Cường ra tù, anh liên lạc được với nhà văn Trần Tam Tiệp đang ở Pháp. Anh Tiệp gửi những thùng quà về giúp văn nghệ sĩ còn kẹt lại. Việc này dẫn tới hậu quả là đợt bắt giam những tên biệt kích cầm bút vào tù. Năm 1987, Dương Hồng Cường mất tại Phan Đăng Lưu. Hoàng Oanh đau đớn vật vã than khóc như cảnh ngộ thiếu phụ năm xưa.
đi nhận xác chồng của Lê Thị Ý. Mùi hương cứ tưởng hơi chồng, ôm mầu cứ tưởng ôm vòng người yêu. 2 năm sau, Hoàng Oanh bị tai nạn xe không qua khỏi, bỏ lại đàn con thơ 6 đứa bơ vơ. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Phạm Văn Duyệt và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.